CDC đề nghị hủy tụ tập hơn 50 người trong 8 tuần. Cơ quan phòng ngừa dịch bệnh CDC đề nghị hủy bỏ các tụ tập trên 50 người trong vòng 8 tuần trên phạm vi toàn quốc nhằm ngăn chặn tối đa lây lan dịch coronavirus. CNBC hôm Chủ nhật 15 tháng 3 cho biết thêm CDC cũng khuyến cáo bất kỳ cuộc tụ tập nào dù dưới số lượng 50 vẫn nên cân nhắc hủy bỏ. Ngoại trừ bảo đảm được an toàn không lây bệnh cho thành viên tham dự, bảo đảm việc rửa tay đúng quy định và có khoảng cách rộng đủ giữa mỗi người. Đề nghị này không áp dụng cho các trường hợp tiểu học, trung học, đại học hay cơ sở thương mại. CDC giải thích những sự kiện lớn có nhiều người khắp mọi nơi đến. Người tham dự có thể bị lây nhiễm tại sự kiện, rồi sẽ lây lan khi họ trở về lại cộng đồng địa phương và gia đình. CDC cho biết bệnh dịch coronavirus hiện nay bùng phát tại Hoa Kỳ với tốc độ chóng mặt. Vào ngày 1 tháng 3, số người nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ chỉ vào khoảng 100 người, nhưng trong vòng 2 tuần, con số này tăng lên ít nhất gần 5.000 người.